xưa lịch sử loài người đã biết trồng lúa, giã gạo, thổi cơm. Và ngày hôm nay mùa xuân đã về với khắp mọi miền của đất Tổ quốc, trong đó có cả khu vực biên giới và ngoài đảo xa. Hôm nay đoàn trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Ca Lang mang đến hội thi những tiết mục sau đây: 1. Giã gạo đầu mùa, 2. Sắt xuân Ca Lang, 3. Thơ tình của núi, 4. Bân khuôn Trường Sa. Xin trân trọng kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức.
Thank you.
hạt gió bỗng trong tôi mắt lệ dân thế rồi.